của bạn Nguyễn Trường Phương Thanh hoặc là Nguyễn Trương Phương Thanh có câu hỏi là Phương Linh có thể hướng dẫn cho mình cách thắt bím tóc mái phù hợp với gương mặt được không? À, thì vậy là rất phù hợp với câu hỏi của bạn trước đó. À, thì như này thì Phương Linh cũng sẽ tháo tóc của mình ra để có thể hướng dẫn chi tiết cho bạn. Đây, thì với một Phương Linh nghĩ là với kiểu bím mái thế này thì mái của bạn cũng phải có một độ dài nhất định. Thì bởi vì nếu mà tóc mình quá ngắn, mái mình quá ngắn thì không thể làm được kiểu này. Bạn có thể lấy một phần tóc đầu tiên của mình thế này, rồi chia làm ba, rồi cứ bắt bính. Có vẻ như bạn cũng là một người khá rành về bím tóc, thì Phương Linh nghĩ kiểu này cũng khá là đơn giản như bạn thôi. Rồi chúng ta thắt, rồi mình sẽ lấy tóc, cái phần tóc đắp vào phần này của mình. Bên cũng thực hiện thao tác đó với bên phần này. Đấy, ta lại thắt tiếp, lại bắt tiếp bỏ vào. Rồi mình sẽ thực hiện thao tác này cho đến phần mang tai. Đấy, rồi đến đây thì bạn sẽ tiếp tục thắt dài xuống đến cuối phần đuôi tóc của mình luôn. Rồi khi mà mình thắt xong thì mình có thể lọn cái phần tóc này nó vào phía sau. Đấy, như thế này thì là bạn có được một kiểu tóc rồi. Và thực hiện y chang như thế này với phần tóc bên này thì bạn có sẽ tạo ra được một cái vòng xung quanh đầu như thế này, cũng rất là nữ tính và dễ thương như vậy. Dạ, vâng. Vâng, đó là một trong rất nhiều cách mà chúng ta có thể làm với thắt bím của mái. Dạ. Và ngày hôm nay Phương Linh của chúng ta nếu như mà có khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ thì có thể dạy cho các bạn tất cả các kiểu thắt bím, đúng không ạ? Dạ.